Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị. Tôi nhớ có câu chuyện hai bà mẹ ngồi nói chuyện với nhau. Một người thì nói rằng, tôi rất là khổ sở, tôi rất là mệt mỏi vì đứa con trai năng động của tôi. Một ngày tôi phải thay cho nó từ 5 cho đến 6 cái áo. Thì bà kia mới hỏi sao vậy? Nó cứ chơi, nó cứ chạy, nó cứ giỡn, nó không bao giờ chịu ở một chỗ. Tôi rất là mệt vì phải theo nó, phải thay áo cho nó. Thì bà mẹ bên kia mới nói rằng, tôi ước gì tôi cũng được giống như chị. Tôi thèm cái cảm giác được thay áo cho con. Thì cái người này mới ngó lại mà nói, ủa chị nói gì sao tôi không hiểu. Tôi cũng muốn con của tôi năng động. Tôi cũng muốn con của tôi nó chạy giỡn lắm. Nhưng mà chị biết không, khi mà tôi sinh con ra, thì cháu nó bị liệt hai chân. Cháu không thể đi được. Có lẽ quý vị hiểu điều tôi muốn nói. Có đôi khi chúng ta không thấy phước hạnh ở trước mắt mình. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái khó. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái thử thách. Chúng ta chỉ nhìn thấy những cái điều không tốt xảy ra. Nhưng mà bên cạnh đó vẫn có nhiều điều tốt lành cho chúng ta. Cho nên sáng hôm nay, trong những ngày tháng chúng ta chuẩn bị bước vào trong mùa lễ Giáng sinh và mùa lễ Tạ ơn, tôi muốn cùng quý vị học chung với nhau chủ đề, đó là biết ơn Chúa. Xin chúng ta cùng mở ở trong lời của Chúa, ở trong Thi Thiên 27 câu thứ 13. Xin quý vị cùng đọc với tôi câu Kinh Thánh này 3 lần, chúng ta cùng khởi sự. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Một lần nữa. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Phải, thưa quý vị, nếu chúng ta không thấy ơn của Chúa trên đất kẻ sống, thì chắc chúng ta sẽ ngã lòng. Làm sao để nói lời cảm ơn? Làm sao để bày tỏ lòng biết ơn với Chúa được? Nếu chúng ta không thấy ơn của Chúa. Vâng, điều đầu tiên mà tôi muốn cùng suy gẫm quý vị tại đây, để nói lời cảm ơn, để bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn Chúa, là chúng ta cần phải thấy ơn của Chúa trên cuộc đời của mình. Khi suy gẫm chủ đề này, tôi nhận thấy có hai lý do khiến cho nhiều người không thể bày tỏ lòng biết ơn và cảm tạ Chúa. Điều thứ nhất, đó là những người vô ơn. Đây là những người nào? Đây là những người mà họ tự cho rằng mình xứng đáng để được điều đó. Tôi tài giỏi mà, tôi khôn ngoan mà, tôi đẹp trai mà, tôi đẹp gái mà, tôi xứng đáng để nhận điều đó mà, đâu cần phải cảm ơn. Nhưng họ quên rằng nếu không có cha, không có mẹ thì làm sao có họ. Tôi muốn nghe chữ amen của các bạn trẻ. Nếu không có Chúa làm ơn thì làm sao chúng ta có được cái sự khôn ngoan, có được tài năng, nếu Chúa không phú cho chúng ta điều đó. Cho nên quý vị, đây là những người mà họ nói rằng, bằng tay ta làm ra tất cả, với sức người sổ đá cũng thành cơm, vớt đất ra nước, thay trời làm mưa, đâu cần phải cảm ơn. Tôi mà, chính tay tôi làm mà. Tôi nhớ đầu năm 2020, và nó đúng ra là cuối năm 2019, một sự kiện đã xảy ra trước cái cơn đại dịch, đó là một cơn hỏa hoạn rất lớn đã xảy ra tại Úc Châu. 3 tháng trời, Úc phải đối diện với một cái cơn bão lửa thì đúng hơn. Và họ không làm cách gì để có thể chặn đứng cái cơn hỏa hoạn này. 3 tháng quý vị, tôi theo dõi báo chí lúc bấy giờ. Và sau đó thì Mỹ cũng nhập cuộc, Canada cũng nhập cuộc, và nhiều quốc gia tiên tiến cũng nhập cuộc để làm sao cứu đất nước Úc ra khỏi cơn hỏa hoạn. Mà bao nhiêu công nghệ tiên tiến đã được đem đến Úc Châu để giúp đỡ cho nước Úc không còn hỏa hoạn nữa. Nhưng mà với những nỗ lực hết sức, với sự đoàn kết của các quốc gia, trong suốt 3 tháng không có chuyện gì xảy ra cả. Và nhiệt độ của nước Úc lúc bây giờ là 40 độ C mỗi ngày. Và đang ở trong sự nỗ lực và trong sự tuyệt vọng đó, thì bỗng nhiên có vài cơn mưa đổ xuống. Và nhiệt độ từ 40 độ C đã còn là 20 độ C. Và sau 20 độ C, và bắt đầu sau đó là những cái sự hỏa hoạn đã bắt đầu tắt dần. Chỉ có vài cơn mưa. Và tôi thích thú nhất ở trong các cái hàng báo của Việt Nam và nước ngoài đã đăng lên những hàng tích. Mưa vàng đây rồi. Một cái hàng tích nữa mà báo chí Việt Nam đã dùng, đó là
ơn trời mưa đây rồi. Tôi hy vọng quý vị hiểu điều tôi nói. Với sức người, với công nghệ và tất cả mọi điều có thể làm, nhưng mà vẫn không thể khống chế được cái cơn hỏa hoạn đó. Nhưng mà chỉ cần có vài trận mưa từ trời thì hỏa hoạn đã dừng ngay lập tức. Chúng ta có thể vỗ tay ngược Thiên Chúa điều này mà. Cho nên có đôi khi có nhiều người không thấy ơn Chúa là bởi vì họ không biết rằng Chúa vẫn đang hành động. Nếu không có trận mưa đó thì nước Úc sẽ là thế nào? Và sau đó các báo đã cho biết rằng 11 triệu hecta rừng đã bị thiêu hủy, chiếm diện tích một tiểu bang của nước Hoa Kỳ trong vòng 3 tháng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy được điều này, để chúng ta không phải là những người vô ơn, nhưng mà là những người biết ơn. Hàng người thứ hai mà tôi nhìn thấy đó là những người không thấy ơn. Quá nhiều người sống ở trên đất này đã không thấy ơn của Chúa. Hay nói cách khác hơn là không chịu thấy thì đúng hơn. Mặc dù Chúa có làm rất là nhiều điều cho thế giới, cho Việt Nam, cho chúng ta và cho mỗi người chúng ta nói riêng. Nhưng Việt Nam của chúng ta có câu rất là hay: trời cho không thấy. Dạ, cảm ơn quý vị. Đúng không ạ? Có nhiều khi chúng ta không chịu thấy ơn của Chúa rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta không chịu thấy, vì không chịu thấy cho nên không nói lời cảm ơn. Và khi không nói lời cảm ơn thì chúng ta sẽ bắt đầu phàn nàn, chúng ta sẽ bắt đầu phân bì, chúng ta sẽ bắt đầu bực dọc, chúng ta sẽ khó chịu, chúng ta sẽ so sánh mình với người khác. Khi mà chúng ta không thấy ơn của Chúa thì chúng ta chỉ thấy những nan đề, chúng ta chỉ thấy những điều tồi tệ chứ chúng ta không thấy điều tốt. Có nhiều cô, nhiều bà nói: trời ơi, sao mà chồng tôi hậu đậu quá vậy nè, không có biết ga lăng gì hết trơn á, không có biết nói lời có cánh vậy. Chồng người ta thì nói lời có cánh, ông chồng mình thì cứ đi làm đi về, đi làm rồi về, như đó trắng phèo. Còn có những ông chồng thì nói: con kìa, nhìn vợ người ta thấy mê không kìa, con nhìn vợ mình thì thấy ghê. Có nhiều người cha, người mẹ thì nói: nhìn con người ta thấy ham không kìa, học giỏi, ra trường, có việc làm, còn con mình học hoài không đậu, có tiền cũng ra được cái trường nào, không ra được cái chỗ nào hết. Chúng ta cứ phàn nàn, chúng ta cứ càm ràm về những điều mà chúng ta không chịu thấy. Tôi muốn nói quý vị, nếu mà chồng quý vị ga lăng mà nói lời có cánh thì chưa chắc đến quý vị đâu, đúng không ạ? Ông sẽ ra ngoài ga lăng hết rồi. Tại sao chúng ta không nhìn thấy cái chăm chỉ, cái siêng năng, cái thật thà, cái tốt bụng của những người chồng? Lớn lên à, hãy vỗ tay khích lệ những người chồng à. Dù anh không có đẹp trai, không có ga lăng, nhưng mà coi chừng đẹp mã rã đám đó quý vị. Hãy nhìn thấy cái bụng, cái dạ, cái chân thật của người chồng mình chứ. Hãy thấy điều đó và cảm ơn Chúa vì người chồng đó. Và quý vị ơi, những ông chồng ơi, nếu mà chúng ta nói ồ, thấy cô đó, cái người đó thấy là mê, thì chắc chắn cũng không thuộc về chúng ta đâu, không ở trong nhà chúng ta đâu, bởi vì người ta mê hết rồi, đâu tính lượt mình đâu. Cho nên quý vị phải nhìn thấy những điều mà chúng ta phải nhìn thấy. Amen không ạ? Đừng có nhìn thấy cái vẻ bề ngoài, đừng có nhìn thấy ở bên ngoài nó hào nhoáng rồi chúng ta không thấy cái bên trong của người vợ mình. Cái đẹp ở bên trong nó vẫn là cái đẹp vĩnh cửu. Amen quý vị. Cái nhan sắc này rồi nó cuối cùng cũng phai tàn thôi à. 30 tuổi, 40 tuổi, rồi 60 tuổi rồi cũng phai thôi. Nhưng mà cái đẹp bên trong nó vẫn còn mãi mãi. Và đó là điều chúng ta cần phải thấy để cảm ơn Chúa. Amen. Trong cái dở nó vẫn có cái hay, trong cái xấu nó vẫn có cái đẹp, và trong cái những cái tệ nó vẫn có những cái điều tốt lành. Nên xin Chúa cho tôi và tất cả mọi người đều thấy được ơn của Chúa trên chồng của mình, ơn của Chúa trên vợ của mình, ơn của Chúa trên gia đình của mình, ơn của Chúa trên con của mình. Là câu nói mà tôi cũng thấy tâm đắc. Có nhiều người nói: trời không cho ai tất cả, nhưng mà cũng không lấy tất cả của ai. Chúng ta phải nhìn thấy ơn của Chúa. Quý vị, tôi một lần nữa cầu nguyện để mỗi người chúng ta ngồi ở tại đây và lắng nghe lời này. Hãy xin Chúa cho con thấy những điều tốt lành Chúa dành trên cuộc đời của con.
Đừng có nhìn vào nan đề, đừng có nhìn vào khó khăn, đừng có nhìn vào những cái tệ hại, mà hãy nhìn thấy ở trong những nan đề, trong những điều tệ hại, có điều tốt lành Chúa dành cho chúng ta. Đó là gì? Nếu tôi xin lỗi để chia sẻ quý vị, nếu chúng ta muốn chịu thấy thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị. Cái điều đầu tiên đó là chúng ta cần thấy ơn Chúa mỗi ngày trên cuộc đời của mình. Nếu quý vị chịu để ý thì sẽ thấy ơn của Chúa rất rõ ràng trên cuộc đời của chúng ta. Có lẽ nhìn không? Một số tôi thấy gì đâu. Suốt năm nay thất nghiệp, suốt năm nay Covid, suốt năm nay khó khăn, thấy gì đâu. Rồi có một người nói rất là hay câu nói này. Một sư biết không? Mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên mà tôi muốn làm đó là cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì cho con tiếp tục sống ở trên đời này. Cảm ơn Chúa vì cho con tiếp tục có hơi thở, có sự sống, có không khí, có ánh sáng để con tiếp tục sống. Bởi vì tôi biết rằng nếu mà Chúa không cho sự sống, Chúa không cho hơi thở thì tôi không thể sống động được. Anh em đồng ý tôi đi nè không ạ? Sự sống chúng ta có được từ đâu? Không phải do chúng ta. Hơi thở chúng ta có được từ đâu? Không phải do chúng ta. Thậm chí nếu quý vị bị nghẹt tim hay là không thở được thì chúng ta phải dùng gì ạ? Oxy. Cho nên hơi thở mà chúng ta có được đến từ Chúa. Và đó là điều mà chúng ta cần phải cảm tạ Chúa. Bởi vì hơi thở Chúa ban cho chúng ta, sự sống Chúa ban cho chúng ta, không khí, ánh sáng Chúa ban cho chúng ta, và chúng ta tiếp tục sống ở trên đất này. Như Thi Thiên 146:4 nói gì? Hơi thở tắt đi, loài người liền trở về với cát bụi. Đúng không ạ? Chúng ta trở về với cát bụi. Năm 2020 là năm mà tôi thật sự nói rằng tôi mất rất nhiều người bạn. Là mục sư rất đầy ơn, và tôi không nghĩ rằng họ đi sớm như vậy. Có hai mục sư mà tôi rất là yêu quý. Đó là mục sư Abraham, có lẽ đã đến giảng chúng ta đây một lần rồi. Ông biết 7 thứ tiếng. Người rất là được ơn. Dạ. Được sức dầu. Ông mới có chat với thư ký của tôi cách đây vài tuần. Mà thư ký tôi còn nói là mới nói chuyện với con hôm qua mục sư. Thì sáng hôm nay cô ấy báo cho tôi là mục sư Abraham đột quỵ và về với Chúa rồi. Ông mới 49 tuổi à. Tôi cảm thấy bị sốc. Tôi thấy wow. Đời người ngắn ngủi đúng không ạ? Thấy đó rồi mất đó. Một mục sư khác là mục sư hiệu trưởng của trường Rockwell, là trường Thờ Phượng. Mà có một số bạn trẻ đang học ở tại đây. Cũng không hơn tuổi tôi, cũng khoảng đó thôi. Ông cũng vừa qua đời. Quý vị, rất là ngắn ngủi. Rất là ngắn ngủi ở trên đất này. Đâu có ai biết được ngày mai đâu. Cho nên mỗi ngày chúng ta hãy nói lời cảm ơn Chúa vì cho con tiếp tục sống để thờ phượng Ngài. Đó là điều mà chúng ta cần phải thấy đó quý vị. Nhiều người muốn sống lắm mà sống không được. Nhiều người muốn thở lắm mà thở không được. Họ cần phải cầm máy thở. Nhưng mà Chúa cho chúng ta hơi thở để thở và phục vụ Chúa. Cách đây vài tháng, Hội Thánh chúng ta chia tay một bác sĩ rất có tâm và rất có tài. Hãy mỗi khi mà chúng tôi chia sẻ cho ông về một bệnh nhân nào, một người bệnh nào, thì ông rất tận tâm chia sẻ rồi hướng dẫn. Ông chat rồi ông gọi điện thoại. Thậm chí khi mà vợ tôi bị đổ mồ hôi, tôi cũng giới thiệu, có người giới thiệu cho ông, và ông cũng chăm sóc vợ tôi và chia sẻ về những cái loại thuốc nào cần để giúp đỡ cho hết đổ mồ hôi. Hầu như là những người nào mà được giới thiệu cho ông thì ông chăm sóc rất tận tình. Tôi phải nói rằng đây là một bác sĩ có tâm và có tài, và ông là một trong bác sĩ giỏi ở tại bệnh viện Ung Bướu, là thành viên của Hội Thánh Mơ Ước của chúng ta. Nhưng không ai biết được. Tối ông ngủ nằm sát cạnh bên vợ mình. Sáng hôm sau, vợ ông phát hiện ông đã đi lúc nào mà không hay. Quý vị thấy không ạ? Hơi thở tắt đi, loài người trở về cho bụi. Cho nên chúng ta còn sống động ở tại đây, chúng ta còn có cơ hội sống ở tại đây. Đó là ơn của Chúa. Hãy nhìn thấy điều này mà cảm ơn Chúa, bởi vì không ai trong chúng ta giữ được điều này hết. Nếu Chúa không cho, chúng ta không thể sống được. Chúng ta muốn kéo dài nữa, nó không dài được. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị mỗi người đều thấy được ơn của Chúa mỗi ngày. Và hãy tập cho mình thói quen mỗi buổi sáng thức dậy nói lời cảm tạ Chúa. Điều thứ hai, chúng ta cần thấy ơn của Chúa trong sự cứu giúp, sự che chở và sự giữ gìn. Một người chị em trong Hội Thánh đã nhắc tôi: Mục sư ơi, năm nay
mục sư phải cho tất cả các thành viên trong hội thánh được dâng lời cảm tạ Chúa. Tôi nói với cô ấy rằng, sao được? 500 thành viên trong hội thánh mình làm sao mà lên đây hát được? Làm sao để nói lời cảm ơn? Thì cô ấy nói tôi rằng, mục sư, hàng năm em thấy là nào là tổ tế bào, là trung tâm hy vọng, nào là các ban ngành, chỉ nói lời cảm ơn thôi, được lên đây cảm ơn thôi. Còn những người khác thì sao? Phải cho họ cơ hội chứ mục sư. Tôi nói làm sao được? Thì cô ấy nói tôi rằng, mục sư ơi, quý vị khi Chúa ngài ban sức khỏe cho gia đình, điều đó ai cũng thể cảm ơn Chúa được. Nhưng mà quý vị ơi, xin Chúa cho chúng ta mọi người thấy ơn của Chúa ngay trong hoạn nạn, ngay trong thử thách. Đó mới là cần phải thấy. Ngay trong hoạn nạn vẫn thấy sự gìn giữ của Chúa. Cánh tay đại quyền của Chúa vẫn giơ ra, vẫn bảo vệ, vẫn che chở cuộc đời của chúng ta. Bởi vì nếu không có, chúng ta sẽ không thấy Chúa vĩ đại. Nếu không ở trong hoạn nạn, chúng ta sẽ không thấy là có cần Chúa đâu, bình thường mà, tôi vẫn bình thường mà. Nhưng mà quý vị, ở trong hoạn nạn chúng ta mới thấy Chúa là tốt lành. Cách đây vài tháng, trong hội thánh chúng ta có một cô tín hữu cứ đến hội thánh là cái mặt buồn bí sĩ à. Tôi hỏi sao vậy? Thì cô đó nói, bác sĩ nói là em bị virus ung thư. Chồng của cô cũng thương cô lắm, nhưng mà bệnh thì đâu gánh được đâu. Và tôi thấy từ đó thì cô với chồng cô trung tín đến vòng canh cầu nguyện, dường như là chiều nào cũng vậy. Virus ung thư rồi, chúng ta biết là ung thư là sát thủ vô hình, khó mà có thể vượt qua được. Tôi cầu nguyện cho cô, và cô đến vòng canh mỗi ngày cùng với chồng. Hai vợ chồng nắm tay lại cầu nguyện. Chồng nhìn thấy vợ, cô không biết nói gì, cứ thấy vợ khóc rồi cứ cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. 3 tháng sau đi khám lại, test lại hết mọi thứ, thì bác sĩ cho cô biết rằng, chúc mừng cô, virus ung thư không còn ở trong người cô nữa. Trong thử thách, trong hoạn nạn, trong bệnh tật, chúng ta thấy ơn của Chúa. Chúng ta mới thấy rằng Chúa vĩ đại hơn con virus ung thư nữa. Lớn hơn nữa quý vị, kỳ diệu hơn nữa. Nếu không có bệnh thì sao không thấy là Chúa quyền năng. Đương nhiên tôi không cầu nguyện cho quý vị bệnh đâu. Nhưng mà ở trong bệnh tật chúng ta mới thấy Chúa vĩ đại hơn điều đó. Tôi nghe tin hai tín hữu trong hội thánh của chúng ta bị nhiễm Covid. Dạ quý vị đừng căng thẳng, không có ai trong đây đâu. Khi mẹ của hai tín hữu này báo cho tôi vậy, là tôi đã cầu nguyện. Xin Chúa thương xót, bởi vì Covid thường là phải đi. 1 tháng sau khi cầu nguyện, tôi nghe tin là không phải hai người tín hữu đó bị thôi, mà cả trường của người đó cũng bị luôn. Giờ chúng ta biết ca lây nhiễm ở tại Hoa Kỳ nó nhanh lắm. Và tôi lại tiếp tục cầu nguyện nữa. Chúa ơi, thương xót. Bởi vì trường này là trường Kinh Thánh mà. Trường nói về Chúa mà. Chúa ơi, điều gì xảy ra đấy? Cảm ơn Chúa. Vài tháng sau thì tôi lại hay tin là không phải là hai người đó hết bệnh Covid, mà là cả trường đều hết Covid. Dạ, chúng ta sẽ vỗ tay lớn lên ngợi khen Chúa. Các vị thấy đó. Cho nên tôi rất thích bài hát. Wow. Trong thử thách thấy năng quyền Chúa. Trong những lúc khó khăn thấy được ơn của Chúa. Đó mới là điều quan trọng quý vị. Thường chúng ta, sao Chúa để con bị bệnh, sao Chúa để con bị thế này, sao Chúa để chúng con thế kia, mà chúng ta không thấy rằng ở trong cái thử thách đó ơn của Chúa vẫn ở với chúng ta, sự bảo vệ Chúa vẫn ở với chúng ta. Chúng ta đồng ý không ạ? À, nếu chúng ta đồng ý hãy cùng hát với tôi bài hát này. Wow, trong thử thách thấy năng quyền của Ngài. Wow, quý vị cũng nói cùng tôi. Wow. À, nói khi tên lên nào. Wow. Wow, giữa thay Chúa chúng con thờ phượng. Lòng con khát khao tôn thờ Chúa, không chỉ kéo bóng xa rời yêu thương. Wow, wow. Trong tư thái thấy đang quyền Ngài, trong nguy khốn sẽ không sợ chi, vì con biết Chúa luôn quyền năng vô đối. Cha luôn thành tín với ai cậy trông. Bước luôn chờ đón những ai bên lòng theo Ngài. Cha luôn thành tín. Mà Chúa ngày đêm đón xa nhà này. Nói lên. Wow, wow. Giữa thay Chúa chúng ta thờ phượng. Lòng con khát khao tôn thờ Chúa,
không chỉ kéo tháng xa rời yêu thương. Wow! Trong cơ thái tay đang quên ngài, trong nguy khôn sẽ không giờ chi, vì con tia Chúa luôn quên nàng mọi đâu. Cha luôn thành tin với ai cày trông. Bước lên chờ đón những ai bên lòng. Cha luôn phải tin với ai cày trông. Và Chúa ngày đêm lái xe ngài. Cha luôn thành tín, Cha luôn thành tín với ai cày trông. Bước lên chờ đón những ai bên lòng. Theo ngài, amen. Cha luôn thành tín với ai cày trông. Và Chúa ngày đêm lái xe nhà này. Mà Chúa ngày đêm đói xem nhà này. Mà Chúa ngày đêm đói xem nhà này. Amen. Amen. Yeah, xin mời chúng ta đồng an toàn. Chúng ta cần thấy ơn của Chúa ngay khi ở trong hoạn nạn, quý vị. Tôi cầu nguyện để tất cả mọi người chúng ta không nhìn thấy hoạn nạn, không nhìn thấy bệnh tật, mà thấy ơn của Chúa ở trong những sự hoạn nạn đó. Có cái điều gì đó Chúa sẽ làm. Cho nên đâu có điều gì nếu tôi không thấy ơn của Chúa. Quý vị, xin Chúa một lần nữa giúp đỡ cho tất cả quý vị và tôi nhìn thấy ơn của Chúa ngay khi ở trong hoạn nạn. Chúng ta sẽ nhìn thấy cánh tay năng quyền của Chúa, sự cứu giúp của Ngài, sự che chở của Ngài ở trong hoạn nạn. Có hai cái tai nạn xảy ra trong hội thánh chúng ta trong năm nay. Một tai nạn tưởng chừng như là khó có thể vượt qua được. Và khi một người tín hữu gọi điện thoại cho tôi, thầy ơi xin cầu nguyện, em trai của em vừa có tai nạn. Và điều đầu tiên mà tôi nói, tất cả những thành viên ở trên xe, các cháu có gì không? Họ nói là cảm ơn Chúa, không có gì hết thầy. Họ nói cảm ơn Chúa. Ở trong thử thách, ở trong tai nạn, chúng ta nhìn thấy Chúa vẫn bảo vệ gia đình của chúng ta. Đôi khi có những người chạy ẩu, không phải là mình. Có những tai nạn xảy ra không phải là do mình, đúng không quý vị? Chúng ta chạy rất là nghiêm túc, nhưng mà ta chạy ẩu, mình bị ảnh hưởng. Nhưng mà cảm ơn Chúa thiên sứ cho bảo vệ chúng ta. Vừa rồi cách đây vài tuần, gia đình của nhớ, chúng ta đang họp. Cháu Kim Khánh nói, một xưa xin cầu nguyện, gia đình con bị tai nạn. Và tôi vẫn hỏi câu đầu tiên là, ba con sao, mẹ con sao, Nhi sao? Nói, dạ, xương mỏ xương mồm hết rồi. Nhưng cảm ơn Chúa, cuối cùng, mỏ chỉ xưng xí xíu thôi. Chân chỉ xưng xí thôi, nhưng mà tánh mạng của mọi người đều được bình an. Hallelujah! Ở trong thử thách, ở trong hoạn nạn vẫn thấy ơn của Chúa. Đó là điều quan trọng. Thế thường như là tại sao bị tai nạn? Tại sao? Đôi khi không phải là mình, không phải là do chúng ta. Anh nhớ nói lại, anh nhớ kể cho tôi nghe là cái tài xế chạy ẩu không phải là mình. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong cái ẩu của tài xế chúng ta vẫn thấy là thiên sứ ở đó để bảo vệ chúng ta. Nên xin Chúa một lần nữa giúp đỡ cho tôi và tất cả quý vị để chúng ta nhìn thấy ơn của Chúa. Đừng có phàn nàn về những cái điều đang xảy ra, đừng có phàn nàn về những cái tai nạn hay thử thách, nhưng hãy nhớ rằng ơn của Chúa vẫn ở đó với cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta cũng cần thấy ơn của Chúa trong công việc làm của mình. Có lẽ khi nói đến công việc làm thì có vẻ nhiều người nói rằng đại dịch mà nhiều người đã mất việc làm. Đại dịch vẫn chưa chấm dứt. Số ca lây nhiễm vẫn tăng lên mỗi ngày. Nó vẫn là mối đe dọa toàn cầu. Và sự sống của chúng ta bị đảo lộn trong suốt năm vừa qua. Nhiều người mất việc, tài chính không ổn định. Chỉ làm sao chúng ta cảm ơn Chúa được? Nhưng tôi xin thưa với ông bà cho em rằng, như tôi đã nói, xin Chúa cho chúng ta thấy ơn của Ngài ngay cả ở trong đại dịch, ngay cả trong công việc làm của mình. Tôi không đủ lời để làm chứng cho quý vị, bởi vì tôi là mục sư. Tôi nghe được nhiều lời làm chứng và tôi cảm thấy rất khích lệ. Có một người nói tôi rằng, mục sư ơi, cảm ơn Chúa trong đại dịch, tiền lương của con được cao hơn, thu nhập của con được cao hơn. Ồ, tôi nghe mấy bạn trẻ nghe amen kìa. Ủa tại sao vậy? Có nhiều mất việc, tại sao có nhiều người không được? Thì người đó mới nói tôi rằng, mục sư, trong đại dịch con mới học được một điều, mình sống không phải là tập trung về lương. Trong cái đại dịch này con hiểu rằng cái nguồn thu nhập của mình là không phải chỉ có lương. Nếu ai chỉ nhắm vào lương thì người đó sẽ không đủ sống. Và trong đại dịch này con học một điều là Chúa có nhiều nguồn cung ứng cho chúng ta. Amen.
Các bạn trẻ đừng chỉ một nguồn mà nhiều nguồn Chúa cho chúng ta. Và con học được một điều là mình phải đầu tư nhiều chỗ để mình nhận được nhiều chỗ. Và thế là thu nhập của con được tăng lên. Trong đại dịch con học được điều này. Và cảm ơn Chúa, thu nhập của con được tăng lên. Đừng khi chúng ta không thấy, Chúa vẫn mở đường. Đừng khi chúng ta không biết, Chúa vẫn làm ơn mà. Nên xin Chúa dùng điều này nhắc nhở tôi và tất cả quý vị trong buổi sáng hôm nay, để mỗi người chúng ta không nhìn vào cánh cửa đóng, nhưng mà hãy nhìn vào cánh cửa mở. Và chúng ta xin Chúa cho chúng ta thấy được ơn của Chúa ở trong công việc làm của mình. Đừng có nhìn vào cái chỗ mà chúng ta bị bí rối được nữa. Ồ, Chúa đâu rồi, Chúa đâu rồi. Không, đôi khi cánh cửa đóng làm cánh cửa mở khác cho chúng ta. Một bài hát mà tôi rất là thích, tôi không biết là quý vị có thích không. Quý vị khỏi cần đứng lên. Tôi thật sự rất là thích bài hát này, Đấng Mở Đường. Đây có thể nói là bài hát hot nhất trong năm 2020. Tôi rất là thích ban thờ phượng chúng ta đã trao tập bài hát này. Và nếu quý vị thích, xin cứ ngồi và chúng ta cùng vỗ tay hát bài hát này. Chúa vẫn đang làm phép lạ. Chúa vẫn đang làm phép màu cho chúng ta. Chúa vẫn đang mở đường dầu mắt tôi và quý vị không thấy. Hãy nhớ, hãy nhìn thấy ơn của Chúa và cánh cửa Chúa mở đường cho chúng ta. Hãy cùng vỗ tay để hát bài hát này. Trời, Ngài nơi đây, giữa những tiếng ca ngợi, con chúc tụng cha, con chúc tôn Ngài vì Chúa nơi đây. Chiếu sáng giữa nơi này, con chúc tụng cha, con chúc tôn Ngài. Chúa đấng mở đường, đấng mở đường, Chúa của những phép màu, đấng luôn giữ lời ngọn đèn nơi tối tăm. Chúa ơi, thần ấy chính là Ngài. Chúa đấng mở đường, đấng mở đường, Chúa của những phép màu, đấng luôn giữ lời ngọn đèn nơi tối tăm. Amen. Vì Chúa nơi đây, Ngài nơi đây, Ngài giữa dây tối tăm lòng. Con chúc tụng cha, Chúa cho con chúc tụng Ngài. Vì Chúa nơi đây, chiếu sáng chính Chúa đã trở lại. Amen. Con chúc tụng Ngài. Amen. Ngài nơi đây, biến đổi những cuộc đời. Con chúc tụng cha, con chúc tôi Ngài. Chúa nơi đây, xóa hết những vết thương lòng. Con chúc tụng Chúa, con chúc tôi Ngài. Xin Chúa đấng mở đường, đấng mở đường, Chúa của những phép màu, đấng luôn giữ lời ngọn đèn nơi tối tăm. Chúa ơi, thần này chính là Ngài. Chúa đấng mở đường, đấng mở đường, Chúa của những phép màu, đấng luôn giữ lời ngọn đèn nơi tối tăm. Chúa ơi, Chúa đấng mở đường cho chúng con, đấng mở đường, Chúa của những phép màu, đấng luôn giữ lời ngọn đèn nơi tối tăm. Chúa ơi, đừng khi toàn không hay biết Chúa mở đường, đừng khi toàn không hay biết Chúa mở đường, đừng khi toàn không hay biết Ngài mở đường. Chẳng hề ngừng đi, chẳng hề ngừng nghĩ mở đường. Công việc tại Chúa, công việc tại Chúa không ngừng. Đừng khi toàn không hay biết Chúa mở đường, đừng khi toàn không hay biết Ngài mở đường. Chẳng hề ngừng đi, chẳng hề ngừng nghĩ mở đường. Không biết tay Chúa, không biết tay Chúa không ngừng. Đừng khi con không hay biết Chúa mở đường, đừng khi con không hay biết Ngài ban ơn. Chẳng hề ngừng nghĩ, chẳng hề ngừng nghĩ mở đường. Không biết tay Chúa, không biết tay Chúa mở đường, đừng mở đường. Chúa của những phép màu, đừng luôn giữ lời ngọn đèn nơi tối tăm. Chúa ơi, thật chính Chúa. Hỡi đây chính là Ngài, hỡi đây chính là Ngài, hỡi đây chính là Ngài, hỡi đây chính là Ngài.
chính là Ngài. Ấy chính là Ngài đấng mở đường cho chúng ta. Dạ. Rồi, rất là thích bài hát này và tôi ao ước rằng quý vị cũng sẽ thích thú bài hát này. Chúa chúng ta thờ phượng đấng mở đường cho chúng ta. Có những cánh cửa đóng nhưng Ngài vẫn mở đường cho chúng ta. Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta thấy được những cánh cửa mở, thấy ơn của Chúa ngay ở trong đại dịch, thấy ơn của Chúa ngay trong bệnh tật, thấy ơn của Chúa ngay khi chúng ta gặp khó khăn. Chúa vẫn là đấng mở đường cho chúng ta. Chúa vẫn là đấng bày tỏ phép lạ ngày cho chúng ta. Vậy khi chúng ta thấy ơn của Chúa, chúng ta sẽ làm gì? Nhiều người không cảm ơn Chúa được bởi vì không thấy ơn của Chúa. Nhưng nếu chúng ta thấy ơn của Chúa, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Bằng cách nào quý vị? Đầu tiên đó là biết ơn Chúa qua sự ngợi khen. Tác giả Thi Thiên, một trong những nhạc sĩ, và ông đã từng sáng tác rất nhiều bài hát, và ông khuyến khích mọi người biết ơn Chúa, hãy làm điều này. Ở trong Thi Thiên 50 câu 14 nói gì? Hãy dâng lời cảm tạ xin tế cho Đức Chúa Trời và hoàn tất các điều hứa nguyện của ngươi cho đấng chí cao. Ở trong Thi Thiên 69 câu 30 thì ông nói gì? Con sẽ hát bài ca chúc tụng danh Đức Chúa Trời, lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài. Nếu con sẽ ca ngợi Đức Chúa Ba suốt đời, nếu con còn sống chừng nào thì ngày đó con sẽ cảm tạ Chúa chừng ấy. Quý vị biết ơn Chúa, hãy bày tỏ sự ngợi khen của chúng ta. Hãy bày tỏ lòng biết ơn bằng sự cảm tạ Chúa. Chúng ta làm được điều này không ạ? Hãy làm được như thế là hãy cùng tôi một lần nữa vỗ tay cảm ơn Chúa. Tôi thấy có nhiều cánh tay đưa lên khi thờ phượng Chúa. Có nhiều người vỗ tay khi ngợi khen Chúa và tôi biết rằng đó là tấm lòng biết ơn. Có nhiều người không vỗ tay được, chưa giơ tay lên được. Tôi cầu nguyện để tất cả quý vị chúng ta sẽ hát bằng cả tấm lòng biết ơn Chúa. Tôi đã từng dự một cái buổi lễ kỷ niệm 500 năm Tin Lành đến Việt Nam và tôi đã không cầm được nước mắt. Bởi vì ban hát trước mặt tôi là những người nghiện xì ke, các cô gái mặc áo dài, các chàng thanh niên mặc áo vest phía sau. Gần 100 người quý vị, họ hát trong nước mắt, hát ở trong niềm vui, ở trong sự sung sướng và hát ở trong sự biết ơn. Bởi vì họ từ chỗ tối tăm qua nước sáng láng. Họ từ chỗ bị xiềng xích được tự do. Họ từ chỗ bị người ta khinh miệt, tệ nạn của xã hội, gánh nặng của xã hội, mà bây giờ họ là niềm vui của xã hội. Cho nên họ hát ở trong sự vui mừng, họ cảm tạ Chúa ở trong niềm vui. Quý vị, tôi ước mong rằng chúng ta đến thờ phượng Chúa cũng vậy, sẽ hát ở trong sự vui mừng, hát ở trong sự cảm tạ, hát ở trong sự biết ơn, càng hát càng thích thú. Tôi mong rằng quý vị sẽ không cảm thấy chán nếu chúng tôi mời quý vị đứng lên lần nữa. Biết ơn Chúa, chúng ta sẽ hát hoài không chán đúng không ạ? Hát từ sáng cho đến chiều tối, bởi vì sao? Ngài xứng đáng để chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa. Ngài xứng đáng để chúng ta vỗ tay. Ngài xứng đáng để chúng ta ngợi khen. Thật là xứng đáng chỉ một mình Chúa. Tôi nói vui thật sự là tôi rất là cảm kích, bởi vì có những người không nói được lời nhưng họ viết để nói lời cảm ơn. Và tôi mong các bạn trẻ cũng hãy làm điều này với cha mẹ của mình, những người đã sinh thành ra mình, những người đã dạy dỗ mình, những người đã giúp cho chúng ta được thành người. Các bạn hãy nói lời cảm ơn, hãy bày tỏ lòng biết ơn. Có bao giờ chúng ta nói ba ơi con tự hào gì ba không, mẹ ơi con rất là vui vì có con là con của mẹ không? Một câu nói đó tôi bảo đảm những người sinh thành ra chúng ta rất là vui. Nếu những người cha mẹ đồng ý xin hãy amen lớn. Đôi khi có những bạn trẻ nói không nói cũng biết mà. Tôi không biết, ông cũng biết, tôi phải cảm ơn mà. Không được. Nếu chúng ta biết ơn thì hãy nói lời cảm ơn. Quý vị đồng ý không ạ? Các bạn trẻ hãy tập nói điều này. Và nếu người vợ biết ơn chồng nói cảm ơn anh vì anh là tất cả của em. Em tự hào về anh. Tôi nói với vợ tôi, em cảm ơn em vì đã nuôi anh. Muốn 2 kg nữa bây giờ là 60 kg rồi. Cảm ơn vì sự chăm sóc của em. Em là người nấu ăn ngon nhất mà anh chưa từng biết. Và thế là tôi được ăn ngon quý vị. Yeah, lời biết ơn, lời cảm ơn sẽ làm cho người vợ, người chồng của mình cảm thấy thích thú. Bởi vì sao? Mình làm người ta thấy được. Quý vị đồng ý tôi không ạ? Nhưng đừng có nhìn mặt nữa, nói. Người Việt Nam chúng ta không nói cũng biết rồi, nói hoài. Quý vị, đôi khi chúng ta cần nói để đó là một sự khích lệ cho chồng, cho vợ, cho cha, cho mẹ mình. Bởi vì mình được khích lệ bởi lời đó. Dù là ai đi nữa quý vị cũng thấy rằng mình rất được trân quý khi những gì mình làm được đánh giá tốt. Đối với Chúa cũng vậy, chúng ta cảm ơn Chúa mà nhắc nhở linh hồn mình rằng Chúa ơi con biết ơn Ngài, bởi vì con vốn chết Ngài làm cho sống, con vốn mất Ngài làm cho còn. Cuộc đời con có được ngày nay ấy là bởi ơn của Chúa. Hãy xác định và nói với linh hồn của mình rằng Chúa ơi con không phải là người vô ơn, con cảm ơn Chúa.
Có đôi khi có những người không nói được. Như vậy thì chúng ta sẽ làm sao? Có nhiều người rất là mắc cỡ khi nói điều này. Tôi biết có nhiều người rất là kiệm lời. Quý vị, vẫn có cách để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn. Đó là hãy phục vụ Chúa. Hãy dâng những của lễ cho Chúa. Đó cũng là cách để chúng ta nói lời cảm ơn. Ở trong Dân đoạn 12 câu 1, câu tính câu 3 có câu chuyện. Có một người phụ nữ biết ơn Chúa. Bà đã làm một điều, phải nói là khiến cho nhiều người bị sốc. Trong cái buổi tiệc hôm đó, bà lấy một cái chai dầu cam tòng rất là quý giá, bà đập bể cái chai dầu đó, rồi sức cho Chúa, và lấy tóc lau chân của Chúa. Nhiều người rất là sốc. Người phụ nữ này đến không nói câu nào hết, không nói nửa lời, nhưng mà bà đã hành động. Một hành động của lòng biết ơn, một hành động để nói rằng Chúa ơi, con biết ơn Ngài vì đã cứu lấy anh của con từ chết sống lại. Và hành động đó được Chúa trân quý, Chúa khen ngợi. Và Chúa nói rằng việc của người phụ nữ này sẽ được truyền đi khắp mọi nơi. Anh chị em thân mến, nếu chúng ta không nói được bằng lời thì hãy thể hiện hành động của mình. Biết ơn cha mẹ, biết ơn Chúa, biết ơn những người đã giúp đỡ mình bằng hành động. Một bạn thanh niên cứ tới đầu năm thì lại nói với tôi rằng: mục sư ơi, cho con làm những cái bản câu gốc để tặng hội thánh trong ngày lễ đầu năm. Người này cứ chờ đầu năm là xin phép tôi để làm những cái câu gốc để tặng cho hội thánh. Mỗi người có cái bao lì xì và có câu gốc trong ngày lễ đầu năm. Một hành động nhỏ nhưng nó nói lên rằng lòng biết ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã làm ơn cho mình. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban phước cho mình. Tôi vừa nghe một cái tư tưởng rất là đáng yêu của một phụ huynh đến nói tôi rằng: mục sư ơi, mục sư dạy hội thánh lòng biết ơn, nhưng cũng phải dạy cho các em bé nữa. Và cô ấy nói tôi rằng: hãy giúp cho các bé cũng biết ơn cha mẹ, biết ơn Chúa. Và em đề nghị là những cái ly nước của hội thánh đó, tập cho các bé dâng để nói lời cảm ơn Chúa từ khi còn thơ ấu. Tôi nói: wow, ý tưởng cực kỳ đáng yêu này. Không biết là các bé có làm nổi không? Nhưng mà ý tưởng rất là hay. Bởi vì chúng ta không phải dạy người lớn, nhưng mà chúng ta dạy luôn cả em nhỏ biết ơn Chúa, biết ơn cha mẹ. Và tôi rất thích câu rất hay là: cái phẩm chất của người trưởng thành đó là lòng biết ơn. Cái chìa khóa của một người thành công đó là lòng biết ơn. Ai trong chúng ta muốn thành công như thế nào? Hãy nhớ, chìa khóa của sự thành công, dẫn đến thành công đó là lòng biết ơn. Hãy vỗ vai người bên trái quý vị đi. Hãy là người biết ơn. Dạ, quý vị vỗ vai bên phải cũng được không sao? Chúng ta thấy lặng qua đi không ạ? Rất là đẹp đúng không quý vị? Có một người âm thầm mỗi chủ nhật dâng tiền cho hội thánh chúng ta để mua hoa. Cô không hát được, cô không làm MC được, cô không đứng lên đây được, nhưng mà lòng biết ơn Chúa dâng tiền để mua hoa, để chúng ta có lẵng hoa đẹp mỗi ngày chủ nhật tại đây. Có một người không có tiền để dâng hoa, nhưng mà có bàn tay đẹp để cắm hoa cho chúng ta, và thế là chúng ta có lẵng hoa mỗi chủ nhật tại đây. Quý vị, tôi không đủ thời giờ để làm chứng hết những điều mà có rất là nhiều người âm thầm bày tỏ lòng biết ơn với Chúa. Dạ, lòng biết ơn được bày tỏ bằng nhiều cách. Thưa hội thánh, nếu chúng ta thấy ơn của Chúa, chúng ta sẽ làm gì? Tôi ước mong lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ nhắc nhở mỗi người trong chúng ta. Và tôi đồng ý với lại một người tín hữu đã nói tôi rằng tôi sẽ bắt đầu kể từ năm nay, tôi sẽ không giới hạn người nói lời cảm ơn. Tôi sẽ không có giới hạn những người muốn bày tỏ lòng biết ơn. Quý vị có thể làm mọi cách để bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Nếu chúng ta hát được, hãy hát ngợi khen Chúa. Nếu chúng ta phục vụ được, hãy lấy lòng phục vụ. Nếu chúng ta không phục vụ được, không hát được và chúng ta không có thời gian, hãy dâng hiến để có người để cũng cảm tạ Chúa với chúng ta. Tôi mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ nói rằng: Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài. Dầu trong đại dịch, dầu trong khó khăn, dầu trong hoạn nạn, Chúa vẫn là tốt lành, Chúa vẫn là vĩ đại. Không có ai giống như Chúa cả. Tôi mong rằng lòng biết ơn sẽ luôn ở trong hội thánh của chúng ta tại đây. Không phải chỉ có ngày lễ tạ ơn, không phải chỉ có mùa lễ tạ ơn, mà mỗi ngày chúng ta sẽ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con biết ơn Ngài. Mỗi buổi sáng mở mắt dậy, con biết ơn Chúa vì cho con sống để thờ phượng Ngài. Chúa ơi, con biết ơn Ngài bởi vì ở trong hoạn nạn, Chúa vẫn là tốt lành của con. Ở trong bệnh tật, Chúa nghe lời cầu nguyện của con, chữa lành cho con. Ở trong tai nạn, Chúa vẫn là đấng gìn giữ để gia đình con được bình an. Và đương khi người ta bị mất việc làm, đương khi người ta gặp khó khăn tài chính, Chúa vẫn làm ơn trên cuộc đời của con. Hà
hãy bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua sự cảm tạ, qua sự ngợi khen, và hãy bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng những hành động thiết thực nhất của chúng ta. Xin Chúa ban phước cho quý vị và ước mong rằng chúng ta sẽ là người thành công bởi vì chúng ta là người biết ơn. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.